Chào anh em, cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em là thực hiện lấy cái thông tin ổ cứng, ví dụ cái thông tin wifi hoặc là bluetooth hoặc là Siri hoặc là email từ trên cái ổ cứng mà nó chết, ổ cứng cũ để mình đóng vào ổ cứng mới ha. Rồi thì mình thấy có nhiều anh em làm bằng cái cách thủ công, nghĩa là sau khi đóng ổ cứng thì chạy chương trình này, chạy bypass, rồi vô cài Jerez, rồi là cài CDR rất là cực, mất thời gian, nên mình đã làm cái tool này để hỗ trợ anh em làm, có thể lấy file rất dễ hơn ha. Đây đây, khi mà anh em download cái tool, mình sẽ để cái link này, khi anh em download tôn xuống thì nó sẽ có file này, anh em giải nén ra, giải nén. Và ở cái clip này mình sẽ tạo ra nhiều cái lỗi mà anh em có thể gặp trong cái quá trình thực hiện ha. Mình cố tình tạo ra nhiều lỗi để mình hướng dẫn, mình fix lỗi có thể gặp phải cho anh em trong này luôn. Đây là sau khi giải nén thì mình sẽ vô cái thư mục này. Đây mình sẽ chạy cái file là Hardware Reader V0.1 này ha. Rồi nhảy đôi vô đây. Cái này thì nó sẽ thông báo như vậy, cái này không phải lỗi của... mình sẽ bấm OK ha. Đây, đối với trường hợp lỗi đầu tiên có thể gặp phải, đó là cái ứng dụng này nó báo là quá hạn, thì anh em sẽ fix lỗi như sau. Cái này ha. Đây mình sẽ gõ ở mục tìm kiếm này, mình sẽ gõ đây time ha. Mình sẽ chỉnh lại cái định dạng ngày giờ. Anh em thấy ở đây định dạng ngày giờ là ngày tháng năm này, mà cái phần mềm của mình viết là cái phần mềm lúc đó mình định dạng theo là tháng ngày năm ha. Mình sẽ vô setting này, đây time format này, rồi trên format ha. Ở đây anh em sẽ chọn cái mục này, đây anh em sẽ chọn theo cái kiểu là tháng ngày và năm ha. Đây chỉnh này, ngày mùng 5 tháng 2 2021 ha. Rồi OK, bây giờ mình sẽ tiến hành mở lại này. Mình sẽ tiến hành mở lại. Đây, cứ bấm OK. Và đây, cái này mình mở thành công ha. Đây, mở thành công thì giao diện cái tool sẽ như thế này. Và cái tiếp theo mình cần nhắc anh em là cái thiết bị của mình sau khi mình ấy lên, mình phải Jerez nha. Mình Jerez. Lưu ý là mình chỉ cần Jerez thôi, chứ mình không cần bypass hoặc là cài CDI gì hết. Mình làm cái tool này để cho anh em nó đỡ cực hơn ha. Đây, cái lỗi đầu tiên đối với cái máy này, ví dụ như máy này mình chưa Jerez này, mình lưu ý anh em phải Jerez ha. Khi chưa Jerez thì cắm cho nó sẽ bấm là bấm lỗi như vậy. À, đây là lỗi máy chưa Jerez này, chưa Jerez nha. Rồi, chưa Jerez thì mình sẽ tiến hành Jerez. Anh em lưu ý là đối với cái iPhone mà iOS 12, 13 thì mình sẽ Jerez với checkrain. Checkrain là 10 0.10.2 ha, checkrain này. Checkrain này Jerez trên MacBook hoặc là trên Windows thì thông qua cái 3U hoặc là gì đó. Rain USB hoặc Hacking tốt ha. Cái này thì mình sẽ không nói nhiều. Trước tiên đây mình sẽ là iPhone X của mình đang là iOS 14.3, mình sẽ Jerez với cái checkrain là 0.12.2 ha. Mình xin lưu ý lại là đối với các thiết bị iPhone, iPad mà iOS 12 hoặc 13 thì anh em sẽ Jerez với cái bản checkrain là 0.10.2 nha. Còn OS 14 thì anh em sẽ Jerez với cái bản checkrain mới nhất là 0.12.2. Ở đây mình đang tiến hành Jerez đối với thiết bị iPhone X này. Đây là cái trang Facebook cá nhân của mình ha. Đây là cái trang hỗ trợ cộng đồng SIM ghép. Rồi, nói chung là cái group này mình tạo ra để cho anh em cửa hàng trao đổi này kia thôi, chứ không có user ở trong đây ha. Block hết hai kênh YouTube Game Ma Mền này. Rồi, trong lúc chờ đợi máy này Jerez xong thì
mình sẽ cắm vô ha, mình sẽ cắm vô này. Nãy giờ mình nói những cái lỗi có thể gặp phải rồi. Bây giờ mình sẽ generate xong, mình sẽ cắm này vô cái máy tính để mình xài cái tool ha. Đây. Khi generate xong thì cái tool này nó sẽ tiện cho anh em là mình không cần phải bypass hay là cài CDA. Có nhiều trường hợp anh em cài CDA nó không cho cài, tại vì cái bản check range hoặc là bị cái lỗi gì đó nó sẽ báo thoát ra. Bây giờ mình generate xong rồi mình bấm hardware reader này. Đây rồi, chỉ có 1 giây 2 giây là xong rồi. Sau khi mình rít những cái file này xong ha, anh em lưu ý là cái file này nó sẽ nằm ở cái thư mục data này, thư mục data này ha, trong cái mã UUID của cái thiết bị iPhone này ha. Đây, trong cái tool thì mình đã để sẵn cho anh em những cái short rồi. Cái short ở đây là notepad để thực hiện mở và tìm cái địa chỉ Bluetooth hoặc là Wi-Fi hoặc là Siri hoặc là gì đó, hoặc là email, thì anh em sẽ cài cái notepad này vô. Notepad này ha, notepad thì mình đã cài ở đây rồi nè. Cái thứ hai đó là cái này là để đọc cái file head ha. Anh em sẽ giải nén ra nè, giải nén ra, mình sẽ giải nén ra. Mình sẽ mở hai cái loại file để cho anh em coi nó sẽ dễ nhìn hơn. Bấm OK, mình sẽ set up cái này trước nha. Đây là mình chỉ cài một lần thôi nha. Rồi, cái này nó sẽ nằm ở cái mục desktop này. Anh em thấy cái này, cái file mình cài vô nó sẽ nằm ở desktop ha. Rồi, đối với Win 1064 bit thì anh em sẽ mở cái này lên. Và anh em mở cái thư mục mà nãy mình rít cái file ra. Lưu ý là mình lưu ý này, iOS đối với thiết bị mà iOS 13, 14 á, thì trong những cái file này, file BBPC này hoặc là file BBCL này, nó sẽ đều có cái thông tin của cái mình cần tìm. Ví dụ bây giờ mình sẽ mở file BBPC, mình kéo vô đây ha. Rồi, anh em lưu ý là mình cần tìm, đó là mình sẽ tạo ra cái file note này ha. Mình ở đây, mình cần tìm đó là cái serial number này, series. À, cái thứ hai là cái email này. Cái thứ ba là cái địa chỉ Bluetooth này. Cái thứ tư là Wi-Fi ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em ở đây. Mình cần tìm những cái thông tin này. Thì trên cái giao diện mà cái tool này nó mở ra này, anh em sẽ thấy ha. Đây, mình sẽ kéo lại cho nó gọn đi. Đây, mình sẽ nhấn Ctrl F này, Ctrl F nha, hoặc là mình sẽ search nè, fin ha. Đó, anh em sẽ kiếm vô cái dòng là, ví dụ như mình chỉ cần kiếm một dòng, nó sẽ ra hết tất cả mấy dòng nha. Ví dụ như series thì ở đây là mình sẽ ở đây mình mở ngoặc ra này, S R N M ha. Đây là cái serial number này. Đây, anh em sẽ kiếm ở đây cái email, nó sẽ là ghi email luôn. Cái Bluetooth là nó sẽ ghi là WB ha. Hãy quên, mình sẽ ghi là B MAC này, cái địa chỉ MAC. Cái Wi-Fi sẽ là W và W MAC. Đây, mình sẽ kiếm như sau. Mình sẽ, ví dụ mình muốn kiếm cái gì đó thì mình sẽ ghi cái đó thôi. Series SR NM, mình sẽ enter này. Đó, nó sẽ ra cái thông tin ha. Đây, mình sẽ coi này. Kéo này lên, kéo này lên, kéo lên cho dễ nhìn ha. Đây, cái series serial number ha,
đó là S1 đây, G này, thì mấy ký từ đây mình sẽ copy ra đây ha. Đó, thứ hai là những cái địa chỉ MAC hoặc là gì đó nó sẽ nằm xung quanh đây hết nè, ví dụ B MAC ha, B MAC mình sẽ kiếm được 6 cặp số này, B MAC là Bluetooth ha. À, mình sẽ copy ở đây. Ở đây tiếp tục là W MAC ha, W MAC cũng 6 cặp số. Mình sẽ bỏ đây. À, email cũng nằm xung quanh đây luôn, email ha. Đó, email 15 số. Rồi. Đây là cái thông tin mình đã cần thiết, mình sẽ nằm ở đây rồi. Và để sau này anh em có thể xài lại hoặc là gì đó thì anh em sẽ lưu cái này lại ha, lưu cái file này CSS này ha. Vô cái thư mục tool á. Cái thư mục tool mình vừa 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 ấy á. Ở đây đâu rồi, hardware đâu. Đây, mình sẽ lưu vô cái mục data ha. Ví dụ mình lưu lưu theo cái số CD, mình sẽ save cái file này lại ha. Đây là thông tin mà anh em cần tìm. Cái thứ hai á, đây là cái chương trình đầu tiên mình hướng dẫn anh em tìm là bằng cái này là file hexa nha. Hexa mở này. Cái thứ hai mình muốn nói đó là cái dùng mình sẽ dùng Notepad ha. Notepad cộng cộng này. Đây, Notepad cộng cộng này ha. Cái này giống như Notepad trên cái Windows nhưng mà nó là nâng cao hơn ha. Bây giờ cái nãy mình kiếm đâu rồi, đây ví dụ mình sẽ kiếm, mình nói là trong cái OS 13 14 trong hai cái file này nó đều có cái mã mình cần tìm ha. Ví dụ mình mở cái này đi, nãy mình mở bbpc đúng không, bây giờ mình mở bbcl, mình sẽ mở với Notepad này ha, nó sẽ ra cái giao diện mà khó nhìn hơn, cái nãy dễ nhìn hơn đúng không. Cái này mình cũng bấm Ctrl F thôi, Ctrl F hoặc là mình sẽ kiếm nè ha. Đây Ctrl F đó, đây Ctrl F nè ha. Bây giờ mình sẽ bấm là W đi, wifi MAC địa chỉ wifi, mình sẽ enter này. Đấy rồi anh em sẽ thấy đó là nó nằm ở đây đây ha. Tí mình lấy lại này, cái này khó nhìn hơn nhưng mà nó cũng là kiếm ra dễ nè. Đây là địa chỉ serial number này ha, seri ha, giống này, seri giống này. Đây là địa chỉ Bluetooth ha. À, cái địa chỉ MAC nãy mình kiếm ở đây, mình bấm qua xí này, đây địa chỉ MAC ha. Rồi ở đây email này mình bấm khóa rồi. Nói chung là mình kiếm bằng cái chương trình nãy thì nó dễ nhìn hơn. Mát đây nha, cái nào cũng được hết đó. Mình hướng dẫn anh em kiếm theo nhiều cách thôi, ai muốn làm cách nào cách, mục đích là mình đều kiếm ra những cái thông tin này cần thiết. Bên mình thì mình không làm phần cứng nhưng mà mình thấy anh em làm cái này nó hơi mất thời gian, rất là cực, nên mình làm cái chương trình này để anh em xài ha. Đây ví dụ cái iPhone X 14.4 nha, iPhone X vừa rồi là 14.4 nè. Bây giờ mình sẽ thử cái 7 Plus mình đã gieo rất rồi nè, anh em chỉ cắm vô và anh em bấm không cần bypass hoặc là cài CDI gì hết á, mình chỉ cần gieo rất rồi mình bấm thôi ha. Đây mình bấm reset hardware này, rồi nó báo reset ha và open file với lại with nói chung là cái chương trình mở cái file đó đi. Đây sau khi reset ra thì anh em sẽ thấy ở đây là cái mình cần phải kiếm trong này. Nhớ là lưu ý là file bpc và bbcl này nó đều có là cái thông tin anh em cần kiếm ha. Ví dụ ở đây mình sẽ mở cái này ra nè, mở cái này ra mình sẽ kéo này ha, mình mở lại cho này, mở hai cái luôn đi, kéo hai cái luôn đó. Đây ví dụ như mình sẽ kiếm lại này,
Ctrl F này, sẽ kiếm địa chỉ BMAC đi. Enter. Đó, nó sẽ ra BMAC này. Bluetooth nha, Bluetooth 12 12 ký tự này. À 12 ký tự 6 cặp ha. Serial number này. Wi-Fi và email. Đó. Nó cũng tương đối đơn giản thôi. Còn hiện tại thì mình không có cái máy mà iOS 12, nhưng mình sẽ nhắc anh em ở iOS 12 chụp. Nói chung là iOS 12 là 5S, 6 hoặc 6 Plus gì đó. Thì anh em sẽ cố gắng kiếm ở cái file này ha. iOS 12 này. Đó, mình rất lưu ý là iOS 12 sẽ kiếm ở đây. Mình sẽ mở cái này lên, mình sẽ một cái notepad này. iOS 13 này, 14 này, thì mình sẽ kiếm ở những cái file là BBCL cũng có này. Cái này là BBPC này. Nè, cũng có. Còn iOS 12 thì nếu mà không có những cái file đó thì mình sẽ kiếm cố gắng kiếm mà trai ha. Đối với BBPCV hoặc là mấy cái file mà FSCL này. Ha, FSCL ha. Đây đây đây. Hoặc là file siêu này, S hoặc là S siêu ha. Nói chung là trong những cái file này, khi mà mình đã rít ra cái tool của mình đã rít ra cho anh em coi rồi á, thì anh em việc còn lại là cái việc của anh em thôi. Đây việc của mình sẽ mình kiếm những cái thông tin mà mình cần thiết, đó là những cái thông tin này thôi ha. Anh em lưu ý lại là mình sẽ nói lại ha, khi tìm kiếm thì đó là cái địa chỉ serial number này, viết tắt này, email thì nó sẽ không thay đổi cái tên ha. BMAC rồi Bluetooth, WMAC rồi là Wi-Fi. Đó, cái video của mình hướng dẫn như vậy là quá chi tiết rồi. Nói chung là bên mình không làm phần cứng, nhưng mà mình thấy anh em làm cái kia nó hơi cực, nên mình để cái tool này để anh em xài cho nó dễ dàng hơn ha. Đây, đây là cái kênh YouTube của Phụ Kiện Ba Miền. Và anh em nào muốn ủng hộ thì anh em sẽ vô cái bảng giá bán sỉ cửa hàng này ha. Bên mình cung cấp phụ kiện và pin Bisan, pin Bisan ha. Nói chung là phụ kiện điện thoại đồ đầy đủ hết. Đây là cái group để anh em chém gió trong đây à, group trao đổi tùm lum thứ ở trong đây hết nè. Đó. Rồi. Đây là cái trang Facebook cá nhân của mình. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi.